áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các bạn học sinh đã đến với tiết thực hành tiếng Việt về dấu câu và biện pháp tu từ. Trong tiết học thực hành tiếng Việt về dấu câu và biện pháp tu từ ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau nhắc lại kiến thức về dấu gạch ngang và các biện pháp tu từ, bao gồm biện pháp tu từ so sánh, biện pháp tu từ nhân hóa và biện pháp tu từ điệp ngữ. Bây giờ, chúng mình cùng ôn tập lại về dấu gạch ngang. Vậy, các em hãy cho cô biết dấu gạch ngang thường đặt ở vị trí như thế nào và nó có tác dụng gì? Chính xác, dấu gạch ngang thường đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói của nhân vật hoặc để liệt kê, đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu, nối các từ trong một liên danh. Vậy là chúng mình hãy lưu ý giúp cô nhé. Đó chính là dấu gạch ngang thì thường đặt ở hai vị trí. Đó chính là đặt ở đầu dòng và tác dụng của nó là để đánh dấu lời nói của nhân vật hoặc để liệt kê. Còn vị trí thứ hai là đặt ở giữa các câu là để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu, nối các từ trong một liên danh. Thứ hai, chúng mình cùng nhau ôn tập lại các biện pháp tu từ. Biện pháp tu từ đầu tiên mà cô trò chúng ta cùng nhau ôn tập ngày hôm nay, đó chính là biện pháp tu từ so sánh. So sánh đó chính là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác để tìm ra nét tương đồng và khác biệt giữa chúng. Trong giao tiếp, cách nói so sánh được dựa vào sự tương đồng giữa các sự vật, sự việc và thường dùng từ so sánh, đó chính là từ như. Khi một cách nói có dùng so sánh và tạo ra hiệu quả tu từ, ta gọi đó là biện pháp tu từ. Ví dụ, trẻ em như búp trên cành. Ở đây có hai sự vật được so sánh, đó chính là trẻ em được so sánh với búp trên cành. Sự vật A, trẻ em, sự vật B, búp trên cành, và từ so sánh đó chính là từ như. Thứ hai, chúng mình cùng ôn tập lại biện pháp nhân hóa. Các em còn nhớ nhân hóa là biện pháp tu từ như thế nào không? Đúng rồi, nhân hóa là cách gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật, hiện tượng, thiên nhiên bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người, làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật trở nên gần gũi khi được những suy nghĩ tình cảm của con người. Khi gọi, tả sự vật, người ta thường gán cho sự vật đặc tính của con người. Cách làm như vậy gọi là phép nhân hóa. Ví dụ trong bài thơ của tác giả Trần Đăng Khoa, cây dừa và ngọn mùng tơi đã được gắn cho những hoạt động của con người. Cây dừa sải tay bơi, ngọn mùng tơi nhảy múa. Vậy là cây dừa đã có hoạt động là sải tay ra bơi và ngọn mùng tơi đã có hoạt động là nhảy múa. Xét theo lẽ bình thường thì cây dừa và ngọn mùng tơi không thể nào có hoạt động như thế này. Ở đây, sự vật đã được nhân hóa và được tác giả Trần Đăng Khoa gắn cho các hoạt động của con người, đó chính là bơi và nhảy múa. Thứ ba, chúng mình cùng ôn lại biện pháp điệp ngữ. Điệp ngữ là một biện pháp tu từ trong văn học, chỉ sự lặp đi lặp lại một từ hoặc một cụm từ nhằm nhấn mạnh, khẳng định, liệt kê và làm nổi bật vấn đề khi ta muốn nói đến. Ví dụ như trong câu thơ, lại đi, trời xanh thêm, chúng ta xác định được cụm từ lại đi đã được lặp lại tới 2 lần và đây chính là biện pháp điệp ngữ. Vậy là cô trò chúng mình đã cùng nhau ôn tập lại các biện pháp tu từ và về dấu gạch ngang. Bây giờ, các em hãy vận dụng những kiến thức mà chúng mình đã ôn tập vừa rồi để đi vào làm các bài tập, luyện tập, vận dụng. Bài tập số 1 đó chính là bài tập về dấu câu. Cụ thể ở đây đó chính là về dấu gạch ngang. Bài 1, đọc 2 câu văn sau và thực hiện những yêu cầu bên dưới. A. Mùa xuân của tôi, mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lạnh lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, có tiếng trống chẻo vọng lại từ những thôn xóm xa xa, có câu hát khuê tình của cô gái đẹp như thơ mộng. B. Đẹp quá đi, mùa xuân ơi, mùa xuân của Hà Nội thân yêu, của Bắc Việt thương mến. Yêu cầu 1. Nêu công dụng của dấu gạch ngang trong các câu văn trên. Yêu cầu số 2. Theo em, nếu không có các cụm từ được tách ra bởi dấu gạch ngang, thì nội dung những câu văn trên sẽ thay đổi như thế nào?
Để hoàn thành bài tập số 1 này, cô sẽ gợi ý cho các em như sau. Các em hãy thử bỏ các phần đặt giữa hai dấu gạch ngang ở câu A và phần sau của dấu gạch ngang của câu B, sau đó nhận xét sự khác nhau giữa các giữa câu gốc và câu bị luộc. Từ đó chúng mình sẽ nêu được nhận xét về chức năng của bộ phận giải thích chú thích đặt giữa hai dấu gạch ngang hoặc sau dấu gạch ngang khi được dùng trong câu. Bây giờ chúng mình trả lời yêu cầu số 1 trước nhé. Nếu công dụng của dấu gạch ngang trong các câu văn trên, chúng ta xác định được công dụng của các dấu gạch ngang trong câu văn A và câu văn B là gì nhỉ? Chính xác, công dụng của dấu gạch ngang trong hai câu văn trên là đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu. Đến yêu cầu số 2. Yêu cầu số 2 là nếu không có các cụm từ được tách ra bởi dấu gạch ngang thì nội dung của câu văn trên sẽ thay đổi như thế nào? Chúng ta xác định được là nội dung của câu văn trên chắc chắn nó sẽ thay đổi đúng không nào? Nếu không có các cụm từ được tách ra bởi dấu gạch ngang thì nội dung của câu văn trên sẽ không rõ ràng, không cụ thể về mùa xuân ở đâu, ở nơi nào và làm cho người đọc không có được cảm giác tự nhiên, thân thuộc. Vậy là chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1. Đến bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu như sau: chỉ ra biện pháp tu từ so sánh trong câu sau, cho biết điểm tương đồng giữa các đối tượng được so sánh với nhau trong mỗi trường hợp và nêu ý nghĩa của sự tương đồng đó. A. Tôi yêu sông xanh núi tím, tôi yêu đôi mày ai như trăng mới in ngần và tôi cũng xây mộng ước mơ, nhưng yêu nhất mùa xuân không phải là vì thế. B. Cuối tháng riêng, có những đêm không mưa, trời sáng lung linh như ngọc, chỉ chừng 10 giờ tối thì trăng mọc cao lên đỉnh đầu. Đầu tiên, chúng mình sẽ hoàn thành trả lời yêu cầu thứ nhất của bài A, à, của bài 2, đó chính là chỉ ra biện pháp tu từ so sánh trong câu A và câu B. Chúng ta xác định được trong câu A và câu B có hai cặp từ so sánh, đó chính là đôi mày ai được so sánh với trăng mới in ngần và thứ hai đó chính là trời sáng lung linh được so sánh với ngọc. Ở đây chúng ta thấy rằng đôi mày ai được so sánh với trăng mới như ngần đã chỉ sự thanh tân, tươi trẻ, dịu dàng, còn trời sáng lung linh được so sánh với ngọc đã chỉ được vẻ đẹp của ánh sáng trong, thanh khiết, có màu sắc ảo diệu. Chính sự tương đồng này sẽ tạo ra hiệu quả thẩm mỹ cho câu văn. Ở đây, nhà văn đã bộc lộ tài năng sáng tạo qua việc tạo ra những liên tưởng bất ngờ, kết nối những sự vật tưởng như rất khác nhau. Vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau nêu xong ý nghĩa của sự tương đồng trong phép so sánh mà nhà văn đã sử dụng. Bây giờ chúng mình sẽ đến với bài tập số 3. Bài tập số 3, hãy chỉ ra các biện pháp tu từ được dùng trong các câu văn sau và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó. A. Chàng trai kia khi yêu mùa xuân, phải chăng là tại lúc đôi mùa giao tiễn nhau, chàng tưởng như nghe thấy đồi núi chuyển mình, sông hồ rung động trong cuộc đổi thay thường xuyên của cuộc đời. B. Trên giản hóa thiên lý, vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm nhị hoa. Bây giờ chúng mình hãy chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn trên nhé. Sau đó, khi chỉ ra biện pháp tu từ rồi, chúng mình phải nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó. Bây giờ, mình sẽ lần lượt làm từng phần một. Thứ nhất là chỉ ra các biện pháp tu từ. Ở đây, trong câu A và câu B, chúng ta đã chỉ ra được biện pháp tu từ, đó là biện pháp tu từ nhân hóa. Ở đây, nhà văn Vũ Bằng đã nhân hóa đôi mùa giao tiễn nhau, đôi núi chuyển mình, sông hồ rung động, vài con ong siêng năng, đúng không nào? Ở đây Vũ Bằng đã gắn cho đôi mùa hoạt động, đó chính là giao tiễn nhau này, rồi gắn cho đồi núi hoạt động là chuyển mình, và gắn cho sông hồ một cái cảm xúc của con người, đó chính là rung động, và vài con ong thì lại có cái đặc tính của con người, đó chính là siêng năng. Vậy tác dụng của việc sử dụng các biện pháp tu từ này là gì? Chính xác, đó chính là thể hiện những rung động của nhà văn để lan tỏa vào cảnh vật thiên nhiên, phóng chiếu nội tâm của con người. Đến với bài tập số 4, đọc câu văn sau và thực hiện các yêu cầu. Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa,
Trăng đừng thương gió, ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con, ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới hết được người mê luyến mùa xuân. Ở đây có 3 yêu cầu A, B, C. Yêu cầu A, chỉ ra các biện pháp tu từ ở cụm từ in đậm trong câu văn trên. B, biện pháp tu từ đó có được thể hiện ở những từ ngữ nào khác trong câu. Và C, nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó. Đầu tiên, yêu cầu số A, chúng ta chỉ ra được biện pháp tu từ ở những cụm từ in đậm trong câu văn trên như là ai cấm được, ai cấm được, ai cấm được. Chúng ta thấy cái cụm từ in đậm này đã được lặp lại tới 3 lần. Đó là biện pháp tu từ điệp ngữ. B, biện pháp tu từ đó được thể hiện ở những câu văn nào khác trong câu văn? Đó chính là trong câu văn đừng thương, các em thấy chưa? Đừng thương nước, đừng thương hoa, đừng thương gió. Vậy là cụm từ đừng thương cũng được lặp lại tới 3 lần. C, tác dụng của biện pháp tu từ. À đúng rồi, chúng ta xác định được biện pháp tu từ điệp ngữ tạo nhịp điệu câu văn và đã tạo lên được cảm xúc cho người đọc. Bài tập số 5, bài tập cuối cùng trong tiết thực hành tiếng Việt ngày hôm nay. Hãy nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu văn sau và cho biết cách so sánh trong câu văn này có gì khác so với cách so sánh trong những câu ở bài tập số 2. Nhựa sống ở trong người căng lên, như máu căng lên trong lộc của loài nai, như mầm non của cây cối nằm in mãi không chịu được, phải chỗi ra thành những cánh lá nhỏ li ti, giơ tay vẫy những cặp uyên ương đứng cạnh. Chúng mình chỉ ra được ở bài tập số 5 này tương đối khó, bởi vì đây là so sánh một thứ trừu tượng vô hình với những thứ dễ hình dung hơn. Hơn nữa, đây lại là biện pháp so sánh tầng bột, tầng bậc. Các em chú ý nhé. Vế 1 là một cảm giác. Nhựa sống ở trong người căng lên. Ở cái vế 1 này, đó là một sự vật hoàn toàn trừu tượng. Chúng ta rất là khó hình dung đúng không nào? Đến vế thứ 2 lại là một hiện tượng. Máu cũng căng lên trong lộc của loài nai. Cũng là trừu tượng, nhưng nó lại có hình ảnh lộc nai để chúng ta dễ dàng hình dung hơn đúng không nào? Mầm non của cây cối chỗi ra thành những cái lá nhỏ li ti. Vậy thì ở đây cái sự mầm non nó chỗi ra thành những lá nhỏ li ti thì chúng mình cũng rất là dễ dàng hình dung. Từ sự phân tích này thì các em sẽ thấy được rằng tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu văn này đó chính là gì nhỉ? À đúng rồi, tác dụng là sẽ cho thấy được cái sự vươn mình đúng không? Cho chúng ta thấy được cái sự căng tràn sức sống của mùa xuân đúng không nào? Vậy thì chúng mình cùng so sánh cái cách so sánh của bài 5 và cách so sánh của bài 2 nhé. Vậy thì cách so sánh của bài tập số 5 có khác gì so sánh với cách bài tập số 2 không? À, chúng ta thấy rằng so với bài tập số 2 thì bài tập số 2 chỉ là cách so sánh 1-1. Còn đối với bài tập số 5 này thì lại là một cách so sánh từng bậc đúng không nào? Ở bài tập này chúng ta thấy rằng ở các vế so sánh, ở các phần so sánh ý, thì đã có nhiều vế so sánh và làm cho đối tượng được so sánh hiện lên rất là đa dạng, rất là phong phú và rất là đặc sắc. Vậy là bài tập số 5 cũng chính là bài tập cuối cùng trong tiết thực hành tiếng Việt về dấu câu và các biện pháp tu từ ngày hôm nay. Cô cảm ơn các em đã đồng hành với cô. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video bài giảng lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.